Liên hoan phim Venice thường được xem là một sự kiện trang trọng. Tuy nhiên, đôi người mẫu nước Ý Giulia Salami và Dame Melo đã táo bạo phá luật bằng những bộ váy xẻ tà cao trên thảm đỏ. Với trang phục này, hai người đẹp khiến cho ai cũng phải trố mắt vì có thể thấy được vùng bikini của họ. Giulia Salami và Dame Melo cũng có vẻ thích thú vì sự chú ý đổ dồn về mình. Cả hai không ngừng tung váy tạo dáng trước ống kính. Dame diện bộ đầm hồng xẻ tà cao, cô khiến người ta có thể thấy lấp ló vùng bikini của mình. Giulia thì mặc bộ váy cam, tuy có nội y che chắn nhưng cũng làm người nhìn phải nhức mắt. Bên cạnh đó, thảm đỏ liên hoan phim Venice còn có sự xuất hiện của nữ diễn viên người Mỹ Dakota Fanning cùng cô bạn diễn người Anh Emilia Charles. Cả hai đều trông rất lộng lẫy trên thảm đỏ.